đoạn sáu, an lập các thánh niệm, chư một càng tuệ địa. A Nan, thiện nam tử ấy lòng dục ái khô cạn, căn và cảnh không nổ hộp, thân tàn hiện tiền, không còn tiếp tục sinh nữa, nắm cái tâm rộng sáng thuần là trí tuệ, tính trí tuệ sáng suốt cùng khốc, soi thấu thập phương thế giới, chỉ có cái tuệ khô khan ấy nên gọi là càn tuệ địa. Tập khí ngũ dục mới khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của các đức Như Lai. Chú giải: trên con đường tu hành như thế, những phiền não mê lầm ngày càng được tiêu trừ, và do những phiền não mê lầm được tiêu trừ ít hay nhiều mà an lập các thánh vị. Các thánh vị tuy có danh hiệu như nhau, nhưng lại khác nhau rất nhiều tùy theo các thánh vị ấy, là của Tạng giáo, của Thông giáo, của Biệt giáo hay của Viên giáo. Trong đoạn kinh này, Phật an lập các thánh vị theo Biệt giáo. Thánh vị thứ nhất là càn tuệ địa. Nơi thánh vị này, không quán đã thành tựu, nhưng căn bản trí chỉ mới bắt đầu xuất hiện, chưa được viên mãn, chỉ khô khan có cái trí tuệ như thế, nên gọi là càn tuệ địa. Chi hai thập tính, tức lấy cái tâm ấy, chính giữa lần vào, tính viên diệu mở mang, từ chỗ chân diệu viên lại phát ra chân diệu. Tính diệu tính thường trụ, tất cả vọng tưởng diệt hết không còn, trung đạo được thuần chân, gọi là tính tâm trụ. Chân tính tỏ rõ, tất cả đều viên thông, ba thứ ấm, giới, nhập không thể làm ngăn ngại. Như thế, cho đến trong vô số kiếp quá khứ, vị lai, tất cả tập khí xả thân, thụ thân đều hiện ra trước mặt. Thiện nam tử ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không quên mất gì, gọi là niệm tâm trụ. Tính diệu viên thuần chân, chân tinh phát hóa ra, các tập khí vô thủy đều thông vào một tính tinh minh. Chỉ dùng tính minh ấy, tiến đến chỗ chân tịnh gọi là tinh tiến tâm. Tâm tính hiện tiền, thuần dùng trí tuệ gọi là tuệ tâm trụ. Nắm giữ trí tuệ sáng suốt, lặng đứng cồn cấp, tính tịch diệu thường đứng lại gọi là định tâm trụ. Định quan phát minh đi sâu vào tính sáng suốt, chỉ có tới chứ không lui gọi là bất thối tâm. Tâm an nhiên đi tới, giữ gìn không mất, giao tiếp với khí phần thập phương Như Lai gọi là hộ pháp tâm. Giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực xoay từ quan của Phật về nơi mình, mà hướng về Phật mà an trụ. Cũng như hai gương sáng đối nhau, trong đó các bóng nhiễm màu lớp lớp lồng nhau, gọi là hồi hướng tâm. Tự tâm thầm xoay Phật quan trở về, được vô thượng diệu tịnh thường trụ của Phật, an trụ nơi vô vi, được không bỏ mất, gọi là giới tâm trụ. Tự tại an trụ nơi giới, có thể đi khắp mười phương tùy nguyện mà đi, gọi là nguyện tâm trụ. Chú giải: dùng căn bản trí vừa mới phát khởi quán bản lai tự tính, trừ diệt các vọng tưởng, nhận rõ thường trụ chân tâm, phát lòng tin chắc chắn quyết định thành Phật, thì gọi là tính tâm trụ. Chân tính đã được phát minh, hiển nghiệp không làm trở ngại được, chỉ có thể nhớ lại vô số kiếp về trước, gọi là niệm tâm trụ. Căn bản trí ngày càng phát huy, những tập khí mê lầm vô thủy tuy còn, nhưng không làm trở ngại, tức dùng cái trí ấy xoay về chân lý, thì gọi là tinh tiến tâm. Chân lý hiện tiền, trí tuệ sáng suốt, thì gọi là tuệ tâm trụ. Trí được lý thì trí càng sáng suốt, lý được trí thì lý càng tịch tịnh. Tuy tịch mà vẫn chiếu, tuy chiếu mà vẫn tịch, gọi là định tâm trụ. Định tuệ dung hòa, đi sâu vào tự tính, chỉ có tiến chứ không lui, gọi là bất thối tâm. Tính tịch chiếu hiện tiền, giao tiếp với khí phần thập phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm. An trụ nơi trí, trí dung hòa,
tịch chiếu không hai, thì xoay từ quan của Phật đem về tự tâm, và dùng tự tâm hướng theo Phật mà an trụ. Như hai mặt kính đối chiếu với nhau, các bóng nhiễm màu lớp lớp lồng với nhau, gọi là hồi hướng tâm. Tâm luôn luôn hướng về Phật, trí tuệ của Phật càng soi sáng tự tâm. Phật tức là tâm, tâm tức là Phật. Cảm ứng thành tính vô thượng diệu tịnh, thường trụ không thay đổi, an trụ nơi đạo vô vi, không còn tạm xa vào hữu vi, gọi là giới tâm trụ. An trụ nơi tâm vô vi, tùy nguyện đi khắp mười phương mà không xa vào hữu vi thì gọi là nguyện tâm trụ. Mười vị tập tính trên đây đều do phát huy căn bản trí vừa mới nảy nở ở căn tuệ địa, đi sâu vào bản lai tự tính, đầy đủ tính tâm quyết định thành Phật. Chi ba thập trụ. A Nan, thiện nam tử đó dùng phương tiện chân chánh phát được mười cái tâm ấy, tâm tính đã phát huy, mười cái dụng ấy xen lẫn với nhau viên thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Trong tâm phát ra sáng suốt như ngọc lưu ly trong sạch, ở trong hiện ra vàng ròng. Dùng cái diệu tâm trước kia sửa sang thành chỗ nương đứng, gọi là trị địa trụ. Tâm địa biết khắp đều được rõ ràng, đi cùng khắp mười phương được không ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Hành động với Phật, nhận khí phần của Phật như thân trung ấm tử cầu cha mẹ, âm tính thầm thông vào giống Như Lai, gọi là tinh quý trụ. Đã vào đạo thai, chính mình nhờ được sự nuôi nấng của tính giác, như cái thai đã thành, tướng người không thiếu, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Hình dáng như Phật, tâm tướng cũng vậy, gọi là chính tâm trụ. Thân tâm hợp thành, ngày càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Linh tướng mười thân, một thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Hình đã thành, ra khỏi thai, chính mình làm Phật tử, gọi là pháp vương tử trụ. Nghi biểu đã thành người lớn, như khi một quốc vương phân công ủy nhiệm cho thái tử các việc nước, thì quốc vương kia lúc thái tử trưởng thành bày ra lễ quán đảnh, gọi là quán đảnh trụ. Chú giải: khi đã dùng phương tiện chân chính phát được mười tính tâm ở trên, thì đã phát thêm trí tuệ, khế hợp chân lý, tin chắc tự tâm là Phật, phát tâm rộng lớn, tu hành viên mãn quả Phật, gọi là phát tâm trụ. Dùng cái tâm tính đã phát minh làm chỗ nương đứng, để trừ sạch những thói quen mê lầm, gọi là trị địa trụ. Tâm tính hiện tiền mọi việc đều tỏ rõ, đi khắp mười phương làm Phật sự, không còn gì ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Hành đồng như Phật, nhận khí phần của Phật, vào giống Như Lai, gọi là sinh quý trụ. Đã vào đạo thai, nhờ Phật chăm sóc phương tiện ngày càng đầy đủ, gọi phương tiện cụ túc trụ. Tâm tướng đồng như Phật, từ bi hóa độ chúng sinh cũng đồng như Phật, gọi là chính tâm trụ. Vận dụng cả bi và trí, ngày thêm tiến mãi đến chỗ diệu viên, gọi là bất thối trụ. Một thời đầy đủ mười thân, gọi là đồng chân trụ. Trong mặt mười thân của Như Lai là Bồ Đề thân, Nguyện thân, Hóa thân, Lực thân, Trạng Nghiêm thân, Uy Thế thân, Ý Sinh thân, Phúc thân, Pháp thân, Trí thân. Vị này tuy chưa được nhất thiết chủng trí, nhưng trí thể đã đầy đủ, tức tâm là Phật, nên có thể có đủ mười thân. Ra khỏi thánh thai, chính mình làm Phật tử, gọi là pháp vương tử trụ. Bi trí đầy đủ, có thể được Phật ủy thác làm các Phật sự, như các ông vua khi thái tử lớn lên, làm lễ quán đảnh, ủy thác cho một phần công việc gọi là quán đảnh trụ. Chi bốn thập hành. A Nan, hiện nam tử đã thành Phật tử rồi, đầy đủ diệu đức vô lượng của Như Lai và tùy thuận mười phương, gọi là hoan hỷ hành. Kéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, gọi là nhiêu ích hành. Tự giác và giác tha,
được không chống trái gọi là vô sân hận hành. Theo các chủng loại mà hiện ra, sắc thân cùng tột vị lai, ba đời đều bình đẳng, mười phương được thông suốt gọi là vô hận hạnh. Tất cả đều hợp về đồng, nơi các thứ pháp môn, được không sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Rồi ở trong đồng, hiện ra các cái khác, nơi mỗi mỗi tướng khác, mỗi mỗi đều thấy là đồng, gọi là thiện hiện hạnh. Như vậy, cho đến mười phương hư không đầy khắp vi trần, và trong mỗi mỗi vi trần hiện ra thập phương thế giới. Hiện vi trần, hiện thế giới, không ngăn ngại nhau, gọi là vô trước hành. Các thứ hiện tiền đều là đệ nhất ba la mật đa, gọi là tôn trọng hành. Viên dung như vậy có thể thành tổ quy tắc của chư Phật mười phương, gọi là thiện pháp hành. Mỗi mỗi đều là nhất chân vô vi thanh tịnh vô lậu, vì tính bản nhiên là như vậy, gọi là chân thật hành. Chú giải, chi bốn thập hành. Mười thánh vị sao là thập hành. Trong mười vị trước, tu tập các đức tướng của Như Lai đã được đầy đủ, đến đây mới phát khởi các hạnh Bồ Tát. Các vị tu hành phương tiện đầy đủ, bỏ được ý riêng, theo căn cơ dục vọng của thập phương chúng sinh mà hóa độ thì gọi là hoan hỷ hành. Trừ cái khổ phiền não, cho cái vui bồ đề, khéo làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sinh thì gọi là nhiêu ích hành. Tự giác cốt để giác tha tức là tự giác, tùy cơ, tùy thời mà hóa độ, không trái với căn cơ của chúng sinh thì gọi là vô sân hận hành. Tùy thuận các loài mà hiện thân hóa độ, mười phương ba đời đầy đủ trong đương niệm, phát được bồ đề nguyện rộng lớn không cùng, gọi là vô tận hành. Nhận được thật tướng của các pháp, tùy theo căn cơ giải bảo tất cả pháp môn, không có sai lầm, gọi là ly si loạn hành. Lúc hiện thân hóa độ, trong thế không sai khác, hiện ra sai khác, mà mỗi mỗi cái sai khác hiện ra đều là những cái sai khác của tính thế không sai khác, thì gọi là thiện hiện hạnh. Vi trần và giác độ dung hợp, trong pháp tính chân không như huyễn, lớn và nhỏ đều bình đẳng, thập phương thế giới hiện trong một vi trần, mà thế giới cũng không nhỏ bớt, vi trần cũng không lớn thêm, vi trần và thế giới không ngăn ngại, thì gọi là vô trước hạnh. Tất cả các pháp đồng một pháp giới tính, bình thường nhật dụng đều là cảnh giới bất tư nghị. Tất cả đều là đệ nhất nghĩa ba la mật, thì gọi là tôn trọng hành. Viên dung được như vậy, có thể thành tựu quỷ tắc của chư Phật mười phương, thì gọi là thiện pháp hành. Tất cả các hạnh đều không rời thật tướng, không có sinh diệt, không có ngăn trở, đều là tự tính thanh tịnh tâm, thì gọi là chân thật hành. Chi năm thập hồi hướng. A nan, thiện nam tử đó đầy đủ thần thông, thành tựu Phật tử rồi, toàn là một tính chân thuần khiết, xa các lỗi lầm, chính khí hóa độ chúng sinh mà diệt tướng năng độ, sở độ, xoay tâm vô vi hướng về đường niết bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sinh, đi chúng sinh tướng hồi hướng. Diệt hoại tất cả cái gì có thể diệt hoại, viễn ly các sự ly, gọi là bất hoại hồi hướng. Tính bản giác đứng lặng, giác ngộ bằng Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Tính chân phát ra sáng suốt, tâm địa như Phật địa, gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Thế giới và Như Lai dung hợp vào nhau, được không ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Nói đồng với Phật địa, trong ấy phát sinh ra các nhân thanh tịnh, nương nhân ấy mà phát huy, đi đến đạo niết bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Chân căn đã thành tựu, thập phương chúng sinh đều là bản tính của mình, bản tính viên mãn thành tựu, không bỏ mất chúng sinh, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng. Tức tất cả pháp, lý tất cả tướng,
cả tích và ly, hai cái đều không dính, gọi là chân như tướng hồi hướng. Thật được như như mười phương không ngăn ngại, gọi là vô phược, giải thoát hồi hướng. Tính đức viên mãn thành tựu, lượng của pháp giới diệt, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Chú giải, mười thánh vị sau nữa là thập hồi hướng. Các vị tu hành, trí tuệ mở mang, phương tiện đầy đủ, trong nhất chân pháp giới làm các Phật sự, đồng nhất chân pháp giới làm các Phật sự, đồng thời xa rời những vọng tưởng còn sót lại, đương lúc hóa độ chúng sinh, diệt các tướng năng độ, sở độ, xoáy tâm vô vi hướng về tự tính Niết Bàn, gọi là cứu hộ chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng, nghĩa là hồi hướng cứu giúp tất cả chúng sinh mà rời bỏ tướng chúng sinh, diệt trừ những cái có thể diệt trừ, xa rời tất cả các sự xa rời, gọi là bất hoại hồi hướng. Tính bản giác yên lặng bình đẳng với giác tâm của chư Phật thì gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Tính bản giác được phát minh, tất cả các ly địa đều đồng như Phật địa thì gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Lý địa và bản giác, thế giới và Như Lai cũng như căn thân và khí giới đều viên dung vô ngại thì gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Trong chỗ lý trí viên dung đồng như Phật địa, phát huy những nhân hạnh thanh tịnh hồi hướng đạo Niết Bàn thì gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Bình đẳng thiện căn đã thành tựu, viên chứng được tự tính thanh tịnh tâm, nhận thấy thập phương chúng sinh đều một Như Lai tạng tính, đều đã thành Phật đạo thì gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng, nghĩa là hồi hướng thuận theo bản lai tự tính, quán tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật đều bình đẳng, không hai không khác, và tất cả những sự sống chết, tất cả những hạnh hóa độ, chỉ là những biến hiển như huyễn trong nhất chân pháp giới, tức tất cả là pháp, ly hết tất cả các tướng, và cả cái tức cái ly đều không dính dáng, thì gọi là chân như tướng hồi hướng, không tức, không ly, thể tính chân như cùng khắp mười phương, tự tại độ sinh, không gì ngăn ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Trong nhất chân pháp giới, tất cả sự vật đều bình đẳng như hư không, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Chi sáu tứ gia hành. A nan, thiện nam tử đó tu hết 41 tâm thanh tịnh ấy rồi thì lại thành tựu 4 tứ gia hạnh diệu viên, tức lấy Phật giác dùng làm tâm mình, như ra nhưng chưa ra, ví như dùi cây để cho ra lửa mà đốt cái cây, gọi là noãn địa. Lại lấy tâm mình thành chỗ đứng của Phật, hình như nương nhưng không phải nương, ví như người lên chót núi cao, thân đã vào hư không nhưng ở dưới còn chút ngăn ngại, gọi là đỉnh địa. Tâm và Phật là đồng, khéo được trung đạo, ví như người biết nhịn, không phải ôm vào nhưng cũng không phải phát ra, gọi là nhẫn địa. Số lượng đều tiêu diệt, mê giác và trung đạo cả hai đều không có gì, gọi là thế đệ nhất địa. Chú giải, tiếp theo mười vị hồi hướng là 4 vị gia hành. Pháp giới bình đẳng, tính đức được viên thành, dỗ giác ngộ như Phật, tức lấy cái Phật giác làm tâm mình, diệt trừ các phân biệt pháp chấp nhỏ nhiệm, cũng như khi dùi cho ra lửa để đốt cái cây mà mới có hơi ấm thì gọi là noãn địa. Lấy cái tâm mình thành chỗ nương đứng của Phật, như lên núi cao, thân đã vào hư không mà bên dưới còn chút ngăn ngại thì gọi là đỉnh địa. Tâm và Phật đồng nhau, tâm và Phật đều không thể phân biệt, không phải quên, không phải nhớ, khéo được trung đạo gọi là nhẫn địa. Mễ ngô bình đẳng gọi là trung đạo,
và cả cái trung đạo cũng không còn nữa, thì gọi là thế đệ nhất địa. Chi bảy thập địa. A Nan, thiện nam tử đó thông suốt đúng đắn đạo Đại Bồ Đề, chỗ giác ngộ thông với Như Lai, cùng tột cảnh giới của Phật, gọi là hoan hỷ địa. Tính khác nhập với đồng, tính đồng cũng diệt, gọi là ly cấu địa. Thanh tịnh cùng tột, sáng suốt sinh ra, gọi là phát quang địa. Sáng suốt tột, giác viên mạng, gọi là diễm tuệ địa. Tất cả cái đồng, cái khác, không thể đến được, gọi là nan thắng địa. Bản tính thanh tịnh vô vi, chân như tỏ lộ, gọi là hiện tiền địa. Tột bờ bến chân như, gọi là viễn hành địa. Một tâm chân như, gọi là bất động địa. Phát cái dụng chân như, gọi là thiện tuệ địa. A Nan, các Bồ Tát đó, từ đây về trước, công hạnh tu tập đã xong, công đức được viên mãn, cũng gọi địa này là tu tập vị bóng từ mây diệu trùm thể niết bàn, gọi là pháp vân địa. Chú giải: sao bốn vị tứ gia hạnh là thập địa? Qua thế đệ nhất địa, diệt trừ được những pháp tướng mê lầm, giác ngộ, và diệt cả pháp tướng phi mê, phi giác, tức là trung đạo, thì bình đẳng với bất bình đẳng, cũng đều bình đẳng, bản lai tự tính viên dung vô ngại hiện tiền trong nhật dụng. Chỗ giác ngộ đã cùng tột cảnh giới chư Phật, diệt trừ được phân biệt ngã chất và phân biệt pháp chất, bắt đầu được pháp lạc, nên gọi là hoan hỷ địa, tức là sơ địa. Tất cả những tính sai khác đều vào một tính đồng, và tính đồng cũng diệt, thì gọi là ly cấu địa. Nội tâm càng thanh tịnh, trí tuệ càng sáng suốt, gọi là phát quang địa. Trí tuệ được sáng suốt tột bậc thì giác ngộ được viên mãn, gọi là diệm tuệ địa. Tất cả những cái đồng, cái khác không thể đến được, chân đế và tục đế viên dung không hai, gọi là nan thắng địa. Vô vi chân như không nhiễm, không tịnh, thường thường hiện tiền, tự tính chân như lộ rõ, gọi là hiện tiền địa. Tất cả đều là chân như, không có gì không phải chân như, cùng tột bờ bến chân như thì gọi là viễn hành địa. Một tâm chân như thường trụ không thay đổi, gọi là bất động địa. Phát ra cái dụng của chân như, hiện ra vô số thân hóa độ chúng sinh, đầy đủ bốn trí vô ngại, gọi là thiện tuệ địa. Tu tập hoàn thành công đức đầy đủ, từ bi trí tuệ viên mãn, đủ sức che chở vô lượng chúng sinh, gọi là pháp vân địa, tức là thập địa Bồ Tát. Chi tám, kết thúc bằng hai quả vị đẳng giác và diệu giác. Như Lai ngược dòng trở lại, vị Bồ Tát đó thuận dòng đi tới, giác ngộ vào chỗ giao tiếp với nhau, gọi là đẳng giác. A Nan, từ tâm càn tuệ đi đến đẳng giác, rồi giác đó mới bắt đầu được sơ càn tuệ địa trong tâm kim cương. Như vậy lớp lớp tu đơn tu kép 12 vị mới cùng tộc diệu giác thành đạo vô thượng. Các thứ địa ấy đều lấy trí kim cương quán sát 10 thứ ví dụ như huyễn sâu xa. Trong Samatha, dùng phép tỳ bà xá na của các đức Như Lai mà thanh tịnh tu chứng, lần lượt đi sâu vào. A Nan, như thế đều dùng ba tiệm thứ tăng tiến, nên khéo thành tựu 55 vị trong đường Bồ Đề chân thật. Làm cái quán như vậy gọi là chính quán, nếu quán cách khác gọi là tà quán. Chú giải: Như Lai từ cực quả thương xót chúng sinh đi ngược vào bể sinh tử mà hóa độ. Bồ Tát theo lời Phật dạy, từ bể sinh tử phát căn bản trí, trải qua các vị tu hành thuận theo bản tính, đi đến Phật quả. Đến đây,
Bồ Tát đã được đồng một giác tính bình đẳng với Như Lai nên gọi là đẳng giác. Đến đẳng giác rồi, giác ngộ sinh tướng vô minh thì chứng được nhân địa Như Lai, tức là diệu giác. Chuyển dị thục thức thành bạch tịnh thức, nhập một với pháp giới tính là then chốt của nhân quả vào kim cương đạo, và được bậc sở càn tuệ địa trong kim cương tâm. Từ đó phát ra đại dụng của pháp giới tính, nhiễm vẫn độ sinh theo diệu dụng của pháp giới tính. Nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí, tùy duyên hóa hiện, độ thoát chúng sinh. Như hạt châu mani ánh ra nhiều sắc mà vẫn không lúc nào rời tự tánh thanh tịnh niết bàn, cho đến tột bậc nhân quả đồng thời và thành Phật đạo. Nói tóm lại, người tu hành vào càn tuệ địa, rồi lần lượt đi lên các bậc thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, noãn địa, đỉnh địa, nhẫn địa, thế đệ nhất địa, thập địa, đẳng giác, cho đến diệu giác, cộng lại 12 bậc hoặc đơn hoặc kép, đều do nương theo chính pháp tu phép chỉ quán, từ chính kiến mà vào thật chứng. Nghĩa là khi căn bản trí bắt đầu nảy nở ở càn tuệ địa, thì phát huy mãi căn bản trí đối trị phiền não chướng và sở tri chướng, đi đến nhập một với pháp giới tính, viên thành vô lượng vô biên công đức. Đó là đường lối tu hành đạo đại bồ đề chân chính. Từ khi phát tâm đến quả vị rốt ráo, đều một mặt thuận theo bản lai tự tính mà tu trì, tự tính làm nhân, niết bàn làm quả. Đến nơi mới biết bản lai tự tính chỉ ở trước mắt, không hề sinh diệt, không hề lay động, không có gì đáng gọi là mê, và cũng không có gì đáng gọi là ngộ. Một quậy chỉ dạy tên tên linh. Khi bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: nên gọi kinh này là gì? Tôi và chúng sinh phải phụng trì thế nào? Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: kinh này tên là Đại Phật Đảnh Tất Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, cũng gọi tên là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tính Tỷ Khu Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hạn, cũng gọi tên là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, cũng gọi là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hóa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú, cũng gọi tên là Quán Đảnh Chương Cú, chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm các ông nên phụng trì. Chú giải: Ngài Văn Thù Sư Lợi xin Phật chỉ dạy tên kinh này để phụng trì. Phật dạy kinh này có năm tên là Đại Phật Đảnh Tất Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tính Tỷ Khu Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải, là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú, là Quán Đỉnh Chương Cú Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Trong năm tên kinh, có tên về hiển giáo, có tên về mật giáo, nhưng đều chỉ rõ kinh này chú trọng về căn bản trí, tức nơi mê lầm của chúng sinh, chuyển thức thành ra trí mà được giác ngộ. Chính vì thế mà Ngài Văn Thù Sư Lợi đứng ra thỉnh Phật chỉ dạy tên kinh, vì Ngài Văn Thù tiêu biểu cho căn bản trí. Mục 8. Nghe Pháp được tăng tiến. Phật nói lời ấy rồi, liền khi đó, ông A Nan và cả đại chúng được nhờ Đức Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn, Bát Đát Ra, lại nghe được những tên gọi liễu nghĩa của kinh này, liền ngộ được diệu lý tăng thượng để tu tiến vào các thánh vị trong thiền na.
tâm niệm rỗng trống đứng lặng. Ông đoạn trừ sáu phẩm phiền não vi tế trong tư hoặc tam giới. Chú giải: ông A Nan và cả đại chúng nghe Phật khai thị mật ấn và tinh kinh, được giác ngộ thêm nhiều và đoạn trừ được sáu phẩm tư hoặc tam giới. Đó là vì lý tuy đã đốn ngộ, nhưng sự thì phải tiệm trừ. Lại các vị thuận theo bản tính mà viên tu. Một vị tức là tất cả các vị, tất cả các vị tức là một vị. Đến khi đoạn sáu phẩm tư hoặc, thì chỗ giác ngộ lắm khi còn cao hơn các vị A-la-hán tiểu thừa. Chương 4. Phân biệt kỹ càng các nghiệp quả, phân tích rạch ròi về tà ma ngoại đạo. Mục 1. Hỏi về những tập khí vốn có sinh khởi ra lục đạo. Ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, có uy đức lớn, phát ra từ âm không ngăn ngại, khéo khai ngộ những lỗi lầm sâu kín nhỏ nhiệm của chúng sinh, khiến cho chúng tôi ngày nay thân tâm khoan khoái, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, nếu cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu bản lai cùng khắp viên mãn như thế, cho đến bản tính chân như của đất liền, cỏ cây, các loài máy động, tức là chân thể thành Phật của Như Lai, thể tính của Phật đã là chân thật, làm sao lại có các đạo địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, tu la, loài người và trời? Bạch Thế Tôn, những đạo đó lại là bản lai tự có, hay là do tập khí giả dối của chúng sinh sinh khởi ra? Chú giải: mục này, ông A Nan quán sát tâm niệm chúng sinh có thể nghi rằng, tất cả chúng sinh, tất cả các sự vật đã đồng một tính chân như, một tự tính thanh tịnh tâm như Phật không khác, thì làm sao lại có lục đạo? Và lục đạo như thế, bản lai tự có hay là do tập khí vọng tưởng của chúng sinh sinh ra? Mục 2. Hỏi về việc bác không có nhân quả, bị sa mãi vào địa ngục và về nghiệp chung, nghiệp riêng. Bạch Thế Tôn, như tỷ khu ni Bảo Liên Hương giữ Bồ Tát giới, lén lút làm việc dâm dục, lại nói càng rằng làm việc dâm dục không phải giết người, không phải trộm cắp, không có nghiệp báo, phát ra lời nói ấy rồi, trước hết nơi nữ căn sinh ra ngọn lửa hồng lớn, về sau từng đốt bị lửa đốt cháy, xa vào địa ngục vô gián. Như đại vương Lưu Ly, tỷ khu Thiện Tinh, Lưu Ly vì giết họ hàng Cù Đàm, Thiện Tinh vì nói càng tất cả các pháp đều rỗng không mà thân sống xa vào địa ngục A Tỳ. Các địa ngục ấy lại là có chỗ nhất định, hay là tự nhiên khi các người kia gây nghiệp thì mỗi người chịu riêng? Xin Phật rủ lòng đại từ khai ngộ cho kẻ nghi thơ, khiến cho tất cả chúng sinh trì giới, nghe nghĩa quyết định vui mừng, tôn trọng kính cẩn, giữ gìn không phạm. Chú giải: ông A Nan dẫn chứng những người như Bảo Liên Hương, Lưu Ly, Thiện Tinh, hoặc gây nhiều ác nghiệp, hoặc truyền bá những tà kiến, trái với nhân quả mà phải đọa vào địa ngục. Rồi ông hỏi những địa ngục ấy có chỗ nhất định, hay là do những người kia tự mình tạo nghiệp, rồi tự mình chịu quả báo? Câu hỏi của ông A Nan cốt để Phật chỉ rõ tâm tính, theo sự huân tập mà biến hiện ra căn thân và khí giới của chúng sinh, và tâm tính cũng theo sự huân tập mà biến hiện ra bi trí của chư Phật, Bồ Tát. Khi chưa đoạn trừ hết vọng tưởng phân biệt, thì mỗi mỗi đều có cái riêng, như cá nhân của chúng sinh, với cá thể của các bậc thánh hiền đã có cái riêng, thì gây nhân nào là có quả ấy?
chúng sinh gây nhân ô nhiễm thì chịu quả lục đạo, các bậc hiền thánh gây nhân thanh tịnh thì được quả giải thoát. Song nhân quả đều là nhất tâm, lấy nhất tâm mà trông về nhân quả, thì nhân cũng là tâm, quả cũng là tâm, mê cũng là tâm, ngộ cũng là tâm, không hai, không khác. Nhưng theo cái dụng nhân quả của nhất tâm mà phân tích, thì nhân nào quả nấy, mảy may không sai. Các chúng sinh đã gây nhân sinh diệt, thì tất phải chịu quả luân hồi trong lục đạo. Do chúng sinh có nghiệp báo riêng nên gây nhân nào, thì riêng mình chịu quả báo đó. Nhưng cũng do chúng sinh có nghiệp báo chung, nên những chúng sinh gây nhân giống nhau thì được quả báo giống nhau. Cùng có một thân thể đồng loại và chung hưởng thụ một cảnh giới với các đồng loại, như cùng gây nhân nghiệp người thì cùng chịu quả nghiệp người. Có cái thân người và thụ dụng cái cảnh của loài người. Song trong cái khung đó vẫn có những cái riêng, như thân thể khác nhau, trí tuệ, đức hạnh khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, vân vân. Nếu ngộ được bản lai tự tính, thì tất cả những cái khác như huyễn như hóa đó, thực tế đều không sai khác và xưa nay, chỉ một tính chân như chưa hề có sinh, có diệt, chưa hề có lục đạo và có chúng sinh. Mục 3. Khai thị về phận trong, phận ngoài của chúng sinh. Đoạn 1. Nêu chung. Phật bảo ông A Nan, hãy thay lời hỏi đó, khiến cho các chúng sinh không mắc tà kiến. Nay ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. A Nan, tất cả chúng sinh thật vốn chân tính thanh tịnh, nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sinh ra. Vì thế, chia ra có phận trong và phận ngoài. Chú giải, Phật khen ngợi câu hỏi của ông A Nan và trước hết chỉ rõ tất cả chúng sinh thật vốn đầu một chân tính như chư Phật, không có sai khác. Tất cả những điều sai khác đều do vọng tưởng phân biệt. Nhưng vì chúng sinh mê lầm không biết là do vọng tưởng phân biệt hiện ra, chấp là thật có, chấp là thật không, nên gây nghiệp nhân và chịu quả báo nhiều đời, nhiều kiếp, làm cho những thói quen vọng tưởng càng ăn sâu vào tâm thức. Những thói quen vọng tưởng đó làm cho chúng sinh thường chấp cái ngã, thường yêu cái ngã, và thường gắn bó với những cái sở hữu của mình. Đó là phận trong của chúng sinh. Nhưng chúng sinh theo dục vọng, chịu đau khổ nhiều đời, nhiều kiếp, có lúc sinh ra chán nản, muốn rời bỏ cái kiếp chúng sinh, nhất là trong khi may mắn được nghe Phật Pháp, thì càng hâm mộ đạo giải thoát. Do sự nhàm chán và sự hâm mộ như thế, chúng sinh phát ra những tư tưởng thanh cao, đi ngược lại với cái ngã nhỏ nhen, với những dục vọng ô trược. Đó là phận ngoài của chúng sinh. Đoạn 2. Phận trong. A Nan, phận trong tức là ở trong phận của chúng sinh, nhân các lòng ái nhiễm phát khởi ra vọng tình. Tình chứa mãi không thôi, có thể sinh ra ái thủy. Vậy nên chúng sinh tâm nhớ thức ăn ngon thì trong miệng nước chảy ra, tâm nhớ người trước hoặc thương hoặc giận thì trong con mắt lễ tràn tham cầu của báo, thì trong tâm phát ra ái duyên, cả mình đều trơn sáng. Tâm dính vào việc dâm dục thì hai căn nam nữ tự nhiên dịch khí chảy ra. A Nan, các cái ái đó tuy khác nhau nhưng kết quả chảy nước là đồng, thấm ướt không lên được, tự nhiên theo đó mà xa đọa, ấy gọi là phận trong. Chú giải, như thế phận trong tức là những hành động trong phận mê lầm ham muốn của chúng sinh. Những lòng ái nhiễm, những lòng tham dục đều là những vọng tình thấm vào trong tâm thức, làm cho càng thêm nặng nề. Do đó,
phải bị sa đọa, đó là phận trong. Đoạn 3. Phận ngoài. A Nan, phận ngoài tức là ngoài phận của chúng sinh. Nhân các lòng phát nguyện, phát minh ra những lý tưởng, tưởng chứa mãi không thôi, có thể sinh ra những thắng khí. Vậy nên chúng sinh tâm giữ cấm giới, cả mình nhẹ nhàng trong sạch, tâm trí trù ẩn, con mắt ngó hùng dũng nghiêm nghị. Tâm muốn sinh lên cõi trời, chiêm bao thấy bay lên, để tâm nơi cõi Phật, thánh cảnh thầm hiện ra. Thở vị thiện tri thức, tự khinh rẻ thân mệnh mình. A Nan, các tưởng đó tuy khác, nhưng nhẹ nhàng cất lên thì đồng nhau, cất bay không chìm xuống, tự nhiên vượt lên, đó là phận ngoài. Chú giải, phận ngoài. Còn phận ngoài là những hành động ngoài phận mê chấp tham dục của chúng sinh. Như trên đã nói, nhân nhàm chán kiếp khổ chúng sinh và mơ ước được giải thoát, chúng sinh phát ra những tư tưởng thanh cao, nhằm thoát ly các sự mê lầm ô nhiễm. Những tư tưởng ấy thuận theo lý trí, chống lại vọng tình, làm cho tâm thức nhẹ nhàng vượt lên các cõi trên, đó là phận ngoài. Đoạn 4. Phân biệt tình tưởng nhẹ nặng. A Nan, tất cả thế gian sống chết nối nhau, sống thuận theo tập quán, chết thì đổi sang dòng khác. Khi gần mệnh chung, chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời đồng thời hiện ra. Cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen lẫn nhau. Thuận là tưởng thì liền bay lên, chắc sinh lên các cõi trời. Nếu trong tâm bay lên gồm có phúc đức trí tuệ cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ thập phương chư Phật theo nguyện mà vãng sinh. Tình ít tưởng nhiều, cất lên không xa, thì làm phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành giả xoa, địa hành lá sát, đi khắp bốn cõi trời, không bị ngăn ngại. Nếu có nguyện tốt, tâm tốt, hộ trì Phật Pháp, hoặc hộ trì cấm giới theo người trì giới, hoặc hộ trì thần chú theo người trì chú, hoặc hộ trì thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những hạng đó chính mình được ở dưới pháp tỏa Như Lai. Tình và tưởng cân nhau, không bay lên, không đọa xuống, thì sinh nơi nhân gian. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. Tình nhiều tưởng ít, đi vào các loại hoành sinh, nặng làm giống có lông, nhẹ làm giống có cánh. Bảy phần tình ba phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi mễ hỏa luân chịu khí phần của lửa hồng. Thân làm ngã quỷ, thường bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình, nên trải trăm nghìn kiếp không ăn không uống. Chín phần tình một phần tưởng, xuống thấu qua hỏa luân, và giữa giao giới phong luân và hỏa luân. Nhẹ thì sinh vào hữu gián, nặng thì sinh vào vô gián, hai thứ địa ngục. Thuận là tình thì chìm sâu vào ngục A Tỳ. Nếu trong tâm chìm sâu đó lại có hủy bán đại thừa, phá cấm giới của Phật, lừa dối nói pháp để tham cầu tính thí, lạm nhẫn cung kính hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì lại còn sinh vào địa ngục A Tỳ thập phương, theo ác nghiệp gây ra. Tuy tự chuốc lấy quả báo, nhưng trong đồng phận chung vẫn có chỗ sẵn.